Lời pháp đốn ngộ thâm sâu, minh sư khai sáng cho học trò. Ta chào các con. Các con tu thế nào mà đời đạo ngày càng tốt hơn, thăng hoa hơn? Luôn cả công việc làm ăn, buôn bán của các con cũng phải tốt hơn, bệnh tật được tiêu trừ. Điều quan trọng là thân tâm thường an lạc, tự do, tự tại, có nhiều tình yêu thương hơn đối với tất cả mọi người và vạn loài chúng sanh, thì là các con đang tu đúng, đang thăng hoa. Muốn vậy thì các con phải sáng suốt, áp dụng thực hành những gì ta đã khai sáng và chỉ dạy cho các con bấy lâu nay. Khi các con luôn luôn có đức tin sáng suốt vào Phật Tổ tối cao và ân sư của mình, các con niệm danh hiệu của các ngài mà không quên mình là Phật và thấy ai cũng là Phật như Đức Phật Thích Ca, như ân sư của mình. Từ đó, các con luôn yêu thương, tôn kính tất cả mọi người, thấy ai cũng là thầy mình và khiêm nhường, vô ngã, học hỏi mọi lúc, mọi nơi. Nghĩa là thấy cái hay, cái tốt của người khác thì các con học hỏi làm theo. Thấy cái dở của họ nhưng các con không chê bai phán xét, mà tự nhắc nhở các con là đừng dở như họ, đừng tham sân si, mạn nghi đố kỵ như họ. Đồng thời, các con không tự cao, tự đại, không đố kỵ, ganh ghét, sân si với bất cứ ai. Thì các con không muốn sáng suốt thì cũng sẽ sáng suốt, và các con sẽ sống một cuộc đời giải thoát, an nhiên tự tại, ngay tại đây và bây giờ. Các con sẽ an lạc từng giây từng phút. Đó là thiên đàng tại thế bên trong các con. Cuộc sống này là bài ca, là tiếng cười, là phúc lành cho những ai thực hành những lời ta khai sáng ở trên. Đồng thời các con cố gắng ngồi thiền mỗi ngày từ 2 tiếng trở lên. Khi ngồi thiền thì các con cứ thả lỏng, nhìn vào ánh sáng hào quang đằng trước mắt trí huệ, để linh hồn thoát ra khỏi thân xác, đi trải nghiệm trong thế giới tâm linh. Trong trường hợp không thấy ánh sáng hào quang thì các con sống với tánh biết, tánh thấy, tánh nghe và trở thành người quan sát, người tỉnh thức, hướng vào bên trong để hiểu được sự vận hành của tâm thức, hiểu cuộc đời này là vô thường, không bám chấp, nắm giữ danh vọng, tình tiền ở trong tâm. Nhưng các con vẫn phải chăm chỉ làm ăn, làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ, người chồng, người con, người công dân ở nhân gian. Yêu quê hương, yêu đất nước, yêu nhân loại, luôn luôn thấy Thượng Đế ẩn tàng trong muôn loài vạn vật, bên trong các con và bên trong tất cả mọi người. Còn những con đã được khai mở thiên nhãn thâm sâu và đã được câu thông với ta ở bên trong, nghĩa là câu thông được với vị Phật bên trong của các con, thì các con có khúc mắc gì, cứ xin ta khai sáng ở bên trong cho các con khai ngộ thâm sâu hơn. Các con cũng nên chia sẻ giáo lý của Đức Phật và giáo lý của ta cho nhiều người để giúp họ biết đến ăn chay, làm lành, tránh dữ, ngõ hầu giúp cho họ sống tốt đời, đẹp đạo. Đây là cách các con tạo thêm công đức cho các con và cho mọi người. Ta luôn luôn yêu thương các con và cầu chúc cho các con nhận được nhiều tình yêu thương từ Phật Tổ Từ Bi và chư Phật, chư Bồ Tát. Đây là bài pháp tối thượng các con hay đọc đi đọc lại hàng ngày vài lần, cho đến khi nào thuộc từng câu, từng lời thì rất tốt cho các con. Bởi vì bài pháp này ta lồng rất nhiều lực lượng, ánh sáng hào quang công đức phước báu vào từng câu, từng chữ. Các con hãy đọc tụng, áp dụng thực hành hàng ngày thì sự tu hành của các con sẽ thăng hoa rất nhanh. Các con phải thấy rằng bài pháp này chính là bài kinh quý giá, là kim chỉ nam cho cuộc đời tu hành của các con. Ta chào các con. Minh Sư Tịnh Quang, Upice, Cộng hòa Séc, ngày 20 tháng 3 năm 2023.